Xin chào đồng chí, các bạn, các em. Đây là câu hỏi chúng ta có. Họ cho mình một câu hỏi và thiếu từ để hỏi, cũng như một câu trả lời. Đơn giản thôi, hỏi gì đáp nấy. Họ không cho từ để hỏi nhưng họ cho đáp án, và từ đáp án chúng ta tìm ngược lại từ để hỏi. Dễ thôi, chúng ta có mấy đáp án là what, how, how often và how far. Đáp án nói luôn, đó là how. Tại sao lại how? Bởi vì mỗi một từ để hỏi dùng cho hỏi một việc. What, hỏi về cái gì hoặc làm gì. What is this? This is my car. Gì đây? Xe của tớ. What are you doing? I'm learning. Cậu đang làm gì đấy? Tớ đang học. What dùng để hỏi về cái gì hoặc là làm việc gì. Chúng ta có từ là từ how often. How often là thường xuyên như thế nào? Kiểu như là muốn trả lời nó sẽ dùng những cái trạng từ tần suất như cả never, rarely, seldom, sometime, usually, often gì đấy. Hoặc là normally, hoặc những trạng từ chỉ cụm tần suất như kiểu là once a week, twice per month, một lần một tuần, hai lần một tháng, kiểu là how often do you go to school? Yes, of course, every day. Đại khái vậy, đúng chưa? Một từ nữa, từ how far. How far là câu từ để hỏi dành cho việc là quãng đường. Nhớ nhé, là quãng đường chứ không phải là độ dài của một thứ gì đấy. Đi từ A đến B thì mất bao nhiêu cây số, hoặc là đi từ nhà đến trường mất bao xa. How far is from your house to school? Từ nhà cậu đến trường bao xa? Để trả lời nó phải là một quãng đường, một con số cụ thể, about 1 km hoặc là 2 km, đại khái như vậy. Còn how là dùng phương pháp nào, dùng cách nào. How can you get there? Làm sao cậu đến đó được? By bike, by car, by plane, on foot, vân vân và vân vân. Có vẻ họ cho mình là do you get to school, là how do you get to school. Này, đến trường bằng gì? By bike. By bike là cái gì nhỉ? Là cái gì thì tự nhớ nhá, nhưng đáp án là how. Hết.